Quảng Thắng hả? Chúc của ai? Trời ơi, em làm gì có. À, thả lỏng ra con cứ thả lỏng ra. Xong nó cầm à. Con nghe cái thả lỏng này cho chú nha. Không không sao đâu, em cứ để tí anh lau cho. Xong rồi em mở nhỏ nhạc giùm anh nhé, anh đúc YouTube á nó dễ bị bản quyền á. Nghiêng qua đây chút cho rõ em. Thả lỏng ra đi con. Rồi, nhớ em luôn. To. Siêu to luôn đó.
thả lỏng cho con, đừng có bậm môi. Cố gắng nhé. Rồi ok, con này hơi đau. Có tí nữa nè. Cố nhé, còn nữa nhé.
Đúng rồi. Đúng rồi. Mì làm body đó. Một hai con nữa thôi con, cố lên. Rồi, thả lỏng đi con, thả lỏng cái miệng kia. Đúng rồi. Đang xì vô nhau.